Chào mọi người, hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 21. Mời mọi người đến với phiên hôm nay của kênh Năm Phụng Lan Rừng Lâm Đồng. Mọi người mua hàng thì gọi điện hoặc nhắn tin trực tiếp cho em qua số điện thoại hoặc là qua Zalo 0974 719293 Kim Phụng Lan Rừng nha. Thì đây là cái cây trước mặt mọi người là cái lô mất ngủ. Thì lô này là khách mua em gửi cho khách nhưng mà bên bưu điện không có nhận bởi vì một số tỉnh hiện nay là ngưng. Nhưng mà mình cũng không biết là ngưng vì hôm nay vẫn đợi gửi được nhưng mà khi mà mai gửi thì họ lại báo là ngưng không nhận nữa. Cho nên là em bán lại. Thì em bán chung luôn chứ em cũng không có gộp ra nữa. Nó gồm có một đoạn mắc ngủ lâm sung này. Thì đoạn này em cũng không nhớ là bao nhiêu mắc nữa. Hôm bữa khách yêu cầu là 80 mắc gì đó thì em cắt cho khách để em đếm lại coi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 mắc ấy. Đấy, 10 mắc. Mà 2 3 ngày rồi bây giờ mới bóc ra thì nó thân nó hơi teo teo nha mọi người. Đó mọi người nhìn kỹ nè. Đó, thân nó khô khô như thế này. Nhưng mà mắt thì mọi người thấy là nó nổi cũng rất là rõ. Đây là mắt nó sưng rất là rõ rồi nha. Đó, em thì tay em soạn hàng nên nhìn nó hơi bẩn tí. Quay chỗ này nhìn nó dơ dơ. Cũng chưa kịp rửa tay nữa. Cứ quay bán cho kịp. Thì đó là cái khúc 10 mắt lâm sung như thế này nha. Em cắt từ gốc lên cho khách nè. Cái thứ hai là một khúc mà 5 cánh trắng 49 nè. Khúc này là khúc 49 nha. Thì nó cũng đã có đoạn có kỳ rồi, có hoa rồi. Đó, có kỳ có hoa rồi, còn mấy mắt như thế này thì nó sưng như thế này này. Thì về mọi người trồng thì em cũng không biết nó có lên hay không, bởi vì em cũng bán mắt ngủ thì em cũng chả có bao hoa, cũng chả có bao kỳ gì cả. Đấy, ý là không bao nó lên hoa đấy, mọi người ươm nó như thế nào hay là nó bị hư thối gì đó thì cái đó em không biết. Vì em bán giá rẻ nên là em không có bao mấy cái đó, chỉ bao là chủng mắt hoa thôi. Và cái này là một khúc mắt yến thanh nha. Đó, một khúc mắt yến thanh này, mắt yến thanh thì nó rất là đẹp rồi. Đó, nó lên rất là rõ như này. Thì nguyên ba khúc mắt này em bán là 2 triệu nha. Đó, bán nguyên ba cái 2 triệu luôn chứ cũng không có tách lẻ ra. Bắt đầu chúng ta nhắm lấy được thì lấy nha. Thì đó. Tiếp theo bên này là em có cây Lan Bì An nha. Có ba cây rất là đẹp như thế này. Bán đồng giá là 900 nghìn một cây, cây số 1 này, 900. Rồi, cây số 2 này, cũng là 900. Số 2 900 này. Số 3 900, 3 900 ba cây nha. Và đây là cây Bạch Quốc Dân nha mọi người. Được cái cây này nó rất là siêu đẹp. Cây này là cây mập nù nha. Đó, cây rất là mập nù thân lại như thế này. Dài cũng cỡ 50 cm nha. Đó, dài 50 cm như thế này. Và dưới này có một cái kỳ nữa. Thì cây này là em bán 1 triệu 2 nha. Đó, cây Bạch Quốc Dân này. Đó, cây này để trong vườn miết xong bữa nay thấy nó phình thân ra nó đẹp thì đem bán luôn. Còn làm giống thì em cũng còn nhiều cây rồi. Tiếp theo là em giới thiệu những cái mặt hoa của combo nha mọi người. Hôm nay thì em bán combo tiếp tục như ngày hôm qua và em sẽ giới thiệu mặt hoa luôn chứ em không có chàng ở mỗi combo nữa. Nó rất là tốn thời gian làm video của em. Nên mọi người mua thì mọi người để ý cái mặt hoa cây đó, mọi người muốn biết cây gì thì mọi người tua lại mọi người xem nhá. Thì cái mặt hoa của mỗi cây thì em sẽ nói rất là cụ thể. Đây là mặt hoa của cây núi chúa lưỡi tròn nè. Đấy. Cây này thì từ lâu lắc rồi. Nó có video như này thì em chèn vô luôn. Đó, đây là video hoa đang nở nè. Đó. Đây là cây núi chúa đó, lưỡi tròn á. Núi chúa thì nó có rất là nhiều cây, cũng như ma bó vậy đó, có rất là nhiều bác không biết nó là cây gì. Thứ hai là cây nù tiên quang nhá. Cây này thì đều có trong mỗi combo nè. Thứ ba là cây bạch quốc dân nè. Đó, mỗi combo thì nó sẽ có một loại hoa khác nhau. Bệt hương rừng nè, đó là bệt hương rừng nha. Rồi, cá nhảy hay còn gọi là hồng Hà Nội đó, là cây này, một bông này. Bệt lâm tâm như nè, cây này nở ở vùng khá là ám đấy. Rồi, bệt candy quốc nè, candy quốc. Núi chúa lưỡi tròn nè, cái mặt này thì bông nó đậm hơn lúc nãy em quay đó. Rồi, bệt gái nè, hay còn gọi là bao công nha, và một bông này. Cây Như Nguyệt nè. Đó. Rồi cây Sáu Mắt Hòa Bình nè. Đấy. Cây Năm Cánh Trắng 49 nè. Rồi cây Phượng Hoàng Lửa nè. Đó, nó có rất là nhiều mặt hoa, mỗi mặt hoa nó có một kiểu khác nhau. Cây Tuyết Ngọc nè. Đó. Và cây Lan Mỹ An nè. Thì đó là các cái mặt hoa mà em sẽ bán trong combo ngày hôm nay nha. Tiếp tục em vẫn bán combo giá rẻ như ngày hôm qua nhé. Hôm qua soạn 10 cái combo thì khách mua cũng hết rồi. Hôm nay em tiếp tục soạn được 8 cái. Cái đầu tiên thì em có một cây năm cánh xanh nè. Đó, vẫn là combo nguyên chậu là 1 triệu mốt, nhổ chậu là 1 triệu nha.
một cây năm cánh xanh Phú Thọ này, thứ hai là một cây gái nhảy nha, đó đây là cây gái nhảy nè, thứ ba là một cây Như Nguyệt. Đây, thứ ba là cây Như Nguyệt. Trong mấy combo này thì đều có những cái cây nó VIP nổi trội hơn những cây khác. Ví dụ cây Như Nguyệt, bình thường cây này là bán là 500, thì mua gộp sẽ tính mỗi cây khác thì đó, có 100, 120 một cây thôi. Một cây bệnh núi chúa này, đó, núi chúa lưỡi tròn nha. Và một cây nùi tinh quang, có ba thân như thế này. Thì em bán nguyên như vậy chứ em không tách ra lẻ nữa đâu nha. Bởi vì bán nguyên thì nó mới có giá này. Mình lấy cây này để bù qua cây kia, chứ mình không tách ra nữa. Đó, thì cây nụ tiên quang nó có ba thân như vậy. Đó, combo số 1 nguyên chậu 1 triệu, tách chậu nguyên chậu 1 triệu mốt, tách chậu 1 triệu. Và tất cả các combo ngày hôm nay cũng đều như vậy luôn. Số 2, một cây gái nhảy. Đây, tiếp tục gái nhảy nè. Thứ hai là cây Lambian. Thứ hai là cây Lambian. Đây. Thứ ba là cây quốc dân. Đây, thứ ba là cây bệt đờ ròn. Và thứ tư là cây Candy Quốc. Đó, đây là cây Candy Quốc. Đó, cây Candy Quốc. Mặt hoa thì em đã chèn trước rồi để cho nó đỡ tốn thời gian làm video của em, cho nên là mọi người xem trước mặt hoa em giới thiệu. Và thứ năm là cây này. Đây là cây nụ tinh quang luôn nha. Đó, thì đây là combo số 2, giá cũng là 1 triệu. Thì trong này nó có cây nổi bật là cây Lambian này. Cây này bình thường bán cũng 600-700 rồi. Đó, cây Candy Quốc này cũng thế. Cho nên là mỗi combo thì nó sẽ có được một cây rất là lợi. Đó là combo số 2. Qua bên này em có combo số 3. Thì em có một cây này là cây hương rừng nha. Tiếp tục cây hương rừng nè. Đó, nhìn lá nó không có đẹp đâu. Ngọn nó cũng bị đứt ngọn như thế này rồi nè. Nhưng mà nó vẫn còn thân, các cái khúc thân già này. Về mọi người ươm hoặc trồng lại nè. Một cây bẹp bao công nè. Hay còn gọi là bẹp gái đấy. Rồi một cây đờ ròn nè. Quốc dân nè. Một cây Minh Hiệp nè. Đó, và một cây Candy Quốc nè. Thì combo này nó sẽ được cây Minh Hiệp và cây Candy Quốc nha. Hai cây này bán lẻ không là đã 1 triệu rồi. Thì mọi người sẽ lời được ba cây này. Đó, kiểu nó như vậy. Thì đó là combo số 3. Rồi, qua bên này là em có số 4 nè. Số 4 thì em có một cây đờ ròn nè. Đấy, một cây đờ ròn. Một cây tuyết ngọc. Đây là cây tuyết ngọc nha. Một cây gái nhảy. Đây, cây gái nhảy đây. Đây này là cây gái nhảy. Một cây sáu mắt hòa bình. Đây là cây sáu mắt hòa bình nha. Nó có hai thân như này. Và cây có giá trị đó là cây số hên này. Đó, cây mũi trắng bệt nha, số hên. Cây này thì bình thường bán cũng tới 600-700 rồi. Thì đây là combo số 4 nha. Đó, số 4 của em như vậy. Số 5 thì em có những cây như sau. Một cây gái nhảy nè. Một cây gái nhảy. Thứ hai là cây năm cánh xanh. Em sẽ không đổi cây đâu nha. Nên các bác thấy thích hợp thì mua, còn không thì thôi, chứ đừng có bảo em là cây đó có rồi nên là muốn đổi. Đổi thì mấy bác chờ mua với thiên lẻ thôi, chứ em cũng không có đổi. Em xếp vào đây là em không đổi nữa đâu. Rồi một cây năm cánh trắng 49 nè. Chắc chắn là combo này sẽ nhiều người lấy nè, vì nó có cây 49 này giá trị nè. Một cây núi chúa nè. Đó, một cây núi chúa và một cây nụ tiên quang, có hai thân như thế này nha. Nó bắt đầu xuống lá rồi. Đó, một cây nụ tiên quang. Thì đây là combo số 5. Rồi, qua combo số 6 là bên này. Thì em sẽ có một cây sáu mắt hòa bình nè. Đấy, cây sáu mắt hòa bình. Số 2 là một cây quốc dân nè. Hai là cây quốc dân nè. Thứ ba là cây lâm tâm như. Thì combo này chắc là ở cây lâm tâm như này. Đây là cây giá trị nha, mắc tiền. Cây này là cánh ám mà bệt nữa nha, chứ cũng không phải là cánh màu nữa nha mọi người. Ám mà bệt. Đấy. Thứ tư là cây này, cây gái nhảy nha. Đây, cây thứ tư là cây gái nhảy. Và cây thứ năm là cây nụ tiên quang. Nụ tiên quang thì nó có rất là nhiều thân, ba thân, bốn thân như thế này nha. Đó, có cả thân già nữa. Thì đây là combo số mấy đây? 6 nha. Rồi, em qua số 7. Em có một cây quốc dân nè. Đây, 7 nè, một cây quốc dân. Một cây tuyết ngọc nè. Một cây tuyết ngọc. Một cây cá nhảy. Một cây nụ tiên quang. Hầu như là combo nào cũng có nụ tiên quang. Đây, một cây nụ tiên quang. Và chất là ở cây này, phượng hoàng lửa nha. Cây sáu mắt. Cây này có nhiều chỗ ghi là bệt sáu mắt này nha, chứ tránh trường hợp nhiều bác về không biết là cây nó như thế nào.
Đấy, mỗi cây nó sẽ có nhiều tên gọi khác nhau và mỗi vườn người ta gọi một cách khác nữa, cho nên ghi trên chậu mà về mới bác không rõ thì cứ nhắn lại hỏi em. Đấy. Rồi, và cuối cùng là combo số 8 thì em có một cây Lan Bì An nha. Đây, cây này là cây chủ đạo của lô này. Đó, cây Lan Bì An này, hai mầm luôn. Một cây đờ ròn nè, quốc dân đấy. Một cây tuyết ngọc nè, một cây năm cánh xanh. Đấy, và một cây nụ tiên quang. Thì đây là combo số 8. Đấy. Rồi, hôm nay thì em bán chừng này hàng nha, tiếp tục soạn các combo bởi vì bữa nay cũng không có thời gian soạn nhiều hàng, vườn nó đang chật quá rồi cứ đem vô nhà rồi nên là cũng đem ít hàng vô thôi. Rồi, xin chào, chúc mọi người xem video và chốt được lô mình mong muốn nha.